Chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh truyền thông Tuyên Vũ Audio. Vâng, hôm nay chúng em tiếp tục giới thiệu với các bác một combo karaoke. Phải nói là nghe nhạc đỉnh này, hát karaoke chất và rất là tinh tế, gọn, đẹp và sang trọng khi các bác sử dụng cho dàn karaoke hệ thống này với không gian gia đình. Vâng, và trong cái combo này thì chúng ta có những cái sản phẩm gì thì bây giờ thì xin mời các bác cùng nghe review chi tiết từng món một các bác nhé. Đầu tiên thì trong mỗi một dàn combo karaoke thì chúng ta không thể thiếu loa, đúng không ạ? Các bác đi vào bất kỳ cái không gian nào, phòng âm thanh nào thì điều đầu tiên các bác để ý đó chính là loa. Hệ thống âm thanh này đang sử dụng loa gì và nhà này sử dụng loa nào, đúng không ạ? Thì đầu tiên thì đa số anh em là để ý tới loa trước, còn dàn máy thì thường nó sẽ là về sau, đúng không ạ? Thế thì trong combo này thì chúng em sử dụng một đôi JBL các bác nhé. Và đôi JBL này có mã là ST280. Đó, một trong những sản phẩm rất là chất lượng và chúng em cũng đã bán rất là lâu rồi. Anh em nào theo dõi Tuyên Vũ Audio thì chắc là sẽ biết tới những cái dòng loa này bên em rồi, đúng không ạ? Cái thiết kế của dòng loa này nó rất là ấn tượng. Mặt trước nó sẽ là e căng vải các bác nhé. Và nó chạy xuống dưới. Nó chạy xuống dưới kia, các bác nhìn nó rất là đẹp luôn. Đó. Và bên dưới này thì chúng ta sẽ có một cái logo đến từ JBL. Đó, logo các bác nhé. Đó, và logo của nó là logo màu vàng, nhìn rất là đẹp và chất lượng các bác ạ. E căng của nó này, đó, rất là mịn màng các bác nhé. Đó, rất là mịn màng. Rồi thân thùng thì thiết kế là gỗ thịt các bác ạ. Đó, thân thùng thiết kế gỗ thịt mà khi mà các bác vỗ vào nó sẽ có cái tiếng kêu rất là chắc tay. Đó. Thế còn nếu như mà với cái dòng mà gỗ ép ấy thì nó sẽ như thế này. Đó các bác nhé. Đấy. Còn gỗ thịt thì nó sẽ khi các vỗ vào thì nó sẽ thế này, nó tiếng kêu nó hoàn toàn khác nhau, đúng không ạ? Đấy, thì với cái dòng loa này thì thật sự là các bác trưng bày rất là đẹp luôn. Đó, rồi phía sau thì chúng ta sẽ có model, đây là thuộc dòng ST series nhé. Đó, có mã ST280 trở kháng 8 ohm. Đó, công suất của nó là từ 10 cho đến 150W. Đó, và độ nhạy của nó lên tới 90 dB, đúng không ạ? Và ấn tượng nhất là cái giải thấp. Đó, cái giải thấp của nó có thể xuống được tới 35 Hz các bác này. Đấy, giải thấp có thể xuống được 35 Hz nhé. Đó, và các bác nhìn thấy cái cọc cắm loa. Đó, nhìn nó rất là đẹp đúng không? Ống ả nuột nà, nhìn rất là chất lượng luôn, đúng không ạ? Đó, thì đây chính là cái dòng loa mà chúng em đang muốn giới thiệu. Đấy. Với sản phẩm này thì nó được trang bị là hai bát này, một loa chung và một loa siêu chép. Đấy, hai bát, một chung một chép. Đó, tiếng rất là đầy, dày dặn, rõ ràng, sắc nét. Rồi, bây giờ xin mời các bác cùng em review tiếp là cái chiếc đẩy nền vang. Thì đây chính là chiếc đẩy nền vang đến từ AV Pro. Đó, AV Pro các bác nhé. Thì với cái thương hiệu AV Pro thì chắc các bác cũng không lạ lẫm gì đúng không ạ? Đó, thương hiệu rất là nổi tiếng từ những cái sản phẩm như là vang cơ, rồi vang cơ nai số, rồi cục đẩy công suất, loa. Thì hôm nay thì em giới thiệu với các bác những mẫu đẩy nền vang các bác nhé. Đó, và đẩy nền vang này thì thật sự là cái con này nó rất là dễ chỉnh các bác ạ, rất là dễ chỉnh các bác nhé.
Đấy, con này tính năng thì nó có đầy đủ cổng quang Bluetooth USB, và hai mặt trước thì chúng ta sẽ có hai cái cột volume này, hai cột volume, cột volume này là của mic này, đó, của mic này các bác nhé. Và khi mà các bác cảm nhận, các bác trải nghiệm, các bác vặn to nhỏ, thật sự nó rất là thích tay luôn các bạn, rất là thích tay ở cái volume này. Đó, họ thiết kế cực kỳ là hay. Đó, khi mà em vặn lên này, có cái cảm giác nó rất là thích tay các bác ạ. Đó, rất là thích tay luôn. Đó, volume của nó nhé. Đó, và đây này chính là cái tín hiệu đường vào mà họ đã ghi này, AUX này, VCD, DVD và BGM. Đây chính là cái đường analog các bác nhé, analog. Thế còn là đường digital thì nó sẽ có là Bluetooth này. Đấy, nó có Bluetooth, có cổng quang. Đấy, và có USB. Đấy, thì đây chính là cái đường digital các bác nhé. Đó, và thiết kế màn hình đằng trước thì nó có những cái chữ này để các bác biết được là chúng ta đang vào đường nào. Đây là đường line in. Đấy, rồi chúng ta tích lên thì nó sẽ nhảy này. Đó, thì đây chính là đường để các bác chuyển nhé, chuyển tín hiệu, chuyển kênh tín hiệu. Ví dụ các bác cắm, em đang cắm ở AUX thì là các bác sẽ để tín hiệu AUX cho em. Đó, và cuối cùng thì chúng ta sẽ có một bộ mic không dây. Thì đây chính là bộ mic không dây đến từ JBL. JBL có mã là VM800. Đó, mic giá rẻ thế nhưng mà chất âm thì nó lại rất là hay, và đặc biệt nó lại rất là hợp. Đấy, mic nó rất là hợp với loa các bác ạ. Mic này nó rất là hợp với loa. Đấy, tiếng rất là tí tách, rất là sáng tiếng, nhẹ tiếng. Đó, sáng tiếng, nhẹ tiếng các bác nhé. Thì đây chính là cái tay mic này. Đây chính là tay mic, và mic của nó được sơn một lớp sơn chống bám vân tay. Đó, khi mà chúng ta cầm vào cái tay mic, nó thật sự nó rất là sang trọng, đẳng cấp. Đó, đẹp không ạ? Rất là đẹp luôn các bạn ạ, với cái dòng mic này phải nói là rất là chất lượng. Đây, mã đây ạ, VM800. Đây là tay mic coi nhé. Còn bên dưới này sẽ là đầu thu này. Đây chỉ là đầu thu. Đầu thu này thì nó sẽ có một cái logo JBL này, có đèn led trên bên trong. Và đây là màn hình. Đó, màn hình của nó đây các bác nhé. Đó, rất là đẹp. Thật sự là cả một cái bộ này, cả bộ này nó chỉ đâu đó là 15-16 triệu thôi các bạn, cả một bộ luôn. Đấy, rất rẻ mà rất là phù hợp cho anh em sử dụng cho không gian gia đình. Ví dụ các bạn có thể nghe nhạc, đấy, xem phim hoặc là hát karaoke thì trên cái dàn này nó đều đáp ứng được cho các bác. Đấy, với hệ thống âm thanh cực kỳ tuyệt vời. Đó, bây giờ thì em sẽ test cho anh em nghe thử qua cái tiếng mic nhé. Em test tiếng mic cho các bác này. Đấy, em đã bật mic lên. Và bây giờ sẽ alo thử nhé. 1 2 5 6 7 5 6 7 1 2. Đó, các bác có thể thấy rằng là cái tiếng mic của nó ra nó rất là dày tiếng, rất là dày tiếng. Đấy, nó dễ hát, và cảm giác mà khi mà các bác alo nó rất là nhẹ nhàng. Đấy, alo rất là nhẹ nhàng, hát hò thì thoải mái thôi, trong cái không gian gia đình hoặc là anh em sử dụng cho chung cư. Đấy, với diện tích nó không quá lớn thì các bác có thể hoàn toàn có thể là sử dụng cái dàn âm thanh này. Đấy, tiết kiệm diện tích mà vẫn mang lại cho các bác cái chất đẳng cấp, đúng không ạ? Chất sang trọng. Đó, thì anh em có quan tâm về bộ combo karaoke này bên em thì có thể liên hệ trực tiếp tới Tuyên Vũ Audio chúng em để được chúng em hỗ trợ. Và xin chào các bác.